Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn là sự đối đầu của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, nhiều người tắc mắc là sau chuyến gặp gỡ giữa ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và bà Thái Anh Văn, thì dự đoán xem là những chuyện gì kế tiếp xảy ra. Thì quý vị, nó đã xảy ra và nó đang diễn ra ở trên sàn Hạ Viện của Hoa Kỳ và điều này cho thấy là Hạ Viện Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa kiểm soát lại tức là đa số họ đang thúc đẩy những cái à, à, luật lệ và những cái nghị quyết cũng như là soạn sẵn ra những cái ngân sách để đối phó với Cộng sản Trung Quốc và trong đó rất nhiều những vấn đề liên quan tới Trung Quốc đều được đưa ra trong sàn Hạ Viện ngay trong tuần lễ này tức là cái tuần lễ mà vừa nhóm họp trở lại sau cái dịp lễ Easter vừa qua Thưa quý vị, là sàn Hạ Viện đã bắt đầu nhóm họp và các quỹ ban trong Hạ Viện đã bắt đầu làm việc và trong đó gần như là họ nhắm tất cả hồ sơ vào Trung Quốc. Thì quý vị, đầu tiên hết là cái sáng nay tôi có đoạn tin về ông Jim Jordan đã lên tiếng chỉ trích những nhà khoa học ở trong cái Viện Nghiên cứu Sức khỏe của Hoa Kỳ đã có sự cấu kết với Cộng sản Trung Quốc để che đậy cái việc mà cái đại dịch có thể xuất phát từ trong cái phòng nghiên cứu sinh học của Trung Quốc thì quý vị à sàn hạ viện hiện nay đang có cuộc điều trần về chuyện này. À hạ viện của Hoa Kỳ tiểu bang đã lắng nghe cuộc điều trần về việc điều tra nguyên tử của con siêu vi khuẩn của hắn. Bên cạnh đó quý vị chưa hết. Hạ viện của Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có cái uh, cuộc gọi là điều trần liên quan tới việc đối phó Trung Quốc về vấn đề uh, các cái uh, động cơ đầu đầu tư và các cái động cơ uh, về mậu dịch của họ quý vị. Hạ viện đã bắt đầu có cái cuộc điều trần về việc đối phó Trung Quốc trong vấn đề mậu dịch và đầu tư là quỹ ban về đường hướng và mậu dịch của Hoa Kỳ đã lắng nghe cái cuộc điều trần về việc điều tra những cái nguồn đầu tư về mậu dịch của Trung Quốc và trong đó cơ hội để cho lãnh đạo của Hoa Kỳ vào lúc 12 giờ chiều tức là 2 giờ trưa ngày hôm nay tức là ngày 18 tây và trong đó thì à, người à, đứng đầu ở trong cái viện Houston Institute là Thomas đã à, được xem là một trong những cái người sẽ ra điều trần ở đây. Bên cạnh đó quý vị chưa hết, chúng ta còn có thêm là Hạ viện cũng sẽ mở ra cuộc điều trần về việc Trung Quốc đã gây ảnh hưởng trên Ấn Độ Dương. À, Hạ viện Hoa Kỳ cũng sẽ có cuộc điều trần về việc Trung Quốc à, gây ảnh hưởng trên Ấn Độ Dương lúc 2 giờ chiều của giờ miền Đông và thứ ba là Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang có cuộc điều trần liên quan tới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Phi châu cũng diễn ra lúc 2:30 ngày hôm nay. Quý vị, trong ngày hôm nay gần như là Hạ viện của Hoa Kỳ tập trung vào cái những cái tầm ảnh hưởng của cộng sản Trung Quốc trên toàn diện. Thứ nhất là họ sẽ mở cuộc điều trần lại liên quan tới cái vấn đề mà đại dịch đã bùng nổ cách đây 3 năm. Thứ hai là họ đánh giá về cái tầm ảnh hưởng và phát triển của trung quốc ở nhiều khu vực khác nhau và thứ ba là trung quốc đã lợi dụng cái luật đầu tư cũng như là cái vấn đề gọi là mậu dịch để mà trục lợi và gây thao túng như thế nào thì tất cả sẽ được mở ra các cuộc điều trần và các quỹ ban ở trong hạ viện gồm có tiểu quỹ ban đặc trách về vấn đề cạnh tranh với trung quốc thứ hai là quỹ ban giám sát và trách nhiệm của hạ viện thứ ba là quỹ ban tư pháp của hạ viện. Thứ tư là quỹ ban đối ngoại của hạ viện. Tất cả đều đã nhóm họp trong ngày trong tuần lễ này sau khi mà họ nghỉ linh hơi trong cái dịp lễ Easter và tất cả những nghị trình quý vị thấy đều liên quan tới Trung Quốc. Có nghĩa là sau chuyến gặp gỡ của ông Kevin McCarthy và bà Thái Anh Văn thì quý vị họ muốn thúc đẩy Joe Biden là phải à, tiến nhà hành nhanh chóng hơn cái việc gọi là cô lập Trung Quốc bởi vậy họ mới mở ra các cuộc điều trần để làm một cái nền tảng cơ sở trong đó họ sẽ dựa trên cái kết quả điều trần này và họ sẽ viết những cái thư cho ông joe biden và họ sẽ đưa ra những cái nghị quyết cũng như là họ sẽ thông qua những cái dự luật mà trong đó nhắm thẳng vào trung quốc đặc biệt là quý vị thứ nhất là cái đại dịch đại dịch thì trong ngày hôm qua thì ông jim jordan đã lên án rất mạnh mẽ các nhà khoa học gia của hoa kỳ đặc biệt là những người làm dưới quyền của ông Anthony Fauci là những người mà nằm trong cái quỹ ba trong cái, cái 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 cơ quan nghiên cứu về sức khỏe và phòng chống đại dịch của Hoa Kỳ, trong đó mình gọi tắt là cơ quan CDC. quý vị, năm 2020 khi đại dịch bùng nổ thì đã có rất nhiều những nguồn tin cho biết là nó tới từ cái phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán. Nhưng lúc đó gần như doctor Anthony Fauci và những người dưới quyền của ông đều gạt bỏ tất cả. Không những là họ gạt bỏ cái giả thuyết này, họ còn liên kết với lại mạng xã hội để giới hạn những ý kiến phản biện khác biệt liên quan tới đại dịch. Họ định hướng người dân vào một cái suy nghĩ. Thứ nhất là đại dịch này đến từ thiên nhiên. Thứ hai là cách chống dịch. Thì quý vị, họ làm những điều này trong năm 2020 và hậu quả của những chuyện này hàng triệu người đã bị thiệt mạng. Hàng triệu người đã bị thiệt mạng và tôi có thể nhắc lại cái biến cố này cho quý vị thấy rõ là Cộng sản Trung Quốc đã thao túng rất nhiều cái giới y khoa bởi vì cái vùng này y khoa và kỹ thuật là hai cái vùng màu xám khó có thể biết được trắng và đen lắm cho tới giờ phút này luôn. Ngành kỹ thuật và ngành khoa học, đặc biệt là ngành y khoa đó quý vị, là họ đã có những cái overlap và họ có vùng màu xám và họ luôn nhân danh cái bình phong là nghiên cứu về và sáng tạo để họ che đậy những cái sự cấu kết với lại phía của Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, thứ nhất, chúng ta đều biết được cái con Corona Virus. Corona Virus là cái tên chính thức của nó. Nhưng nó được xác định là biến thể từ con virus của dịch bệnh SARS năm 2003. Sau cái biến cố mà dịch bệnh SARS năm 2003, thì lúc đó gần như là cộng đồng quốc tế và kể cả phía Trung Quốc đã nghiên cứu về cái gọi là thuốc chống dịch hay là phòng chống dịch bệnh. Do đó, họ đã lấy cái con vi khuẩn này đưa vào phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán để tìm ra cái phương pháp phòng chống dịch bệnh tức là thuốc chủng ngừa để ngăn chặn cái tình trạng mà nó có thể bùng phát trở lại. Thì quý vị, kể từ năm 2003 tới bây giờ, gần như mỗi năm thì cái viện nghiên cứu sức khỏe của Hoa Kỳ thông qua những cái tổ chức thứ ba mà tổ chức đó điển hình là EcoHealth Alliance đây là một tổ chức được xem là phi lợi nhuận chuyên về nghiên cứu khoa học và đầu tư vào những cái lĩnh vực nghiên cứu về khoa học à, y khoa và kỹ thuật thì quý vị họ đã tài trợ tiền rất nhiều cho phòng nghiên cứu sinh học vũ hán từ năm 2003 cho tới bây giờ và khi mà đại dịch bùng nổ thì trước đó quý vị đã có những cái báo động từ phía Trung Quốc nhưng đám này đều gạt qua hết. Thứ nhất là đám tổ chức y tế thế giới. Họ đã không chấp nhận cái lời báo cáo của các bác sĩ Đài Loan bởi vì với lý do Đài Loan không phải thành viên của tổ chức y tế thế giới, họ không có thẩm quyền nhận báo cáo của Đài Loan. Họ gạt bỏ tất cả những bản báo cáo của bác sĩ Đài Loan, báo động là cái con vi khuẩn này có nguy cơ lây nhiễm từ con vật qua con người cuối cùng quý vị chúng ta đã nhìn thấy đại dịch bùng nổ trên toàn cầu và mãi cho tới cuối tháng giêng thì ông tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới mới ban hành lệnh khẩn cấp trên toàn cầu tức là hơn một tháng sau đó khiến cho đại dịch đã lây lan khắp nơi và lúc đó người ta nghi ngờ mà cái nghi ngờ người ta là hữu lý bởi vì nó xuất phát từ trong loài loài dơi nó được xác định là cái con vi khuẩn này nằm trong loài dơi ở trong cái chợ bán gà thịt à, thịt sống của vũ hán và quý vị giống, giống như tôi nói là trong các cái phòng thí nghiệm người ta dùng hai loại thú để thí nghiệm nhiều nhất là dơi và chuột bạch nhưng lúc đó quý vị những tay gọi là nghiên cứu về khoa học của cái à, bộ nghiên cứu về à, sức khỏe con người và phòng chống đại dịch của hoa kỳ đó tức là cơ quan cdc đó họ gạt bỏ hết Họ chỉ căn cứ vào bản báo cáo của giới khoa học Trung Quốc thôi. Mà giới khoa học ở Trung Quốc, quý vị, nó phải làm theo chỉ thị của đảng cai trị. Nó không giống như bên ngoài này. Bên ngoài này, á quý vị nghiên cứu cái gì là quý vị đưa ra cái quyết định kết luận dựa trên nghiên cứu. Nhưng mà ở Trung Quốc nó khác. Dù họ có nghiên cứu và có kết luận đi nữa, họ vẫn phải chờ chỉ thị của đảng Cộng sản để cái nào họ tiết lộ ra và cái nào họ giấu lại. Chính điều này, đã dẫn tới việc mà mấy cái tay mình làm ở trong cái bộ cục gọi là y tế đó họ lại tin vào cái là bản báo cáo của Trung Quốc. Rồi tổ chức y tế thế giới thời kỳ thời gian đầu cũng tin vào bản báo cáo của Trung Quốc cho tới sau này mới phát hiện ra là Trung Quốc che giấu rất nhiều. Chính tổ chức y tế thế giới cũng đã lên tiếng và chính vì vậy mà hạ viện Hoa Kỳ mở cuộc điều trần. Và quý vị, hạ viện Hoa Kỳ không phải là mở cuộc điều trần với động cơ chính trị họ dựa trên bản báo cáo của cục tình báo quốc gia fbi và cơ quan bảo vệ môi trường bảo vệ năng lượng họ đưa ra nhận định họ kết luận là có thể đến từ cái phòng sinh học vũ hán tức là từ trong một cái phòng lab chứ không phải là thiên nhiên rồi bây giờ quý vị những tiếng nói phản biện đã được đưa lên và họ đã giải thích rất rõ ràng họ nhận định nó có thể xuất phát từ đây là chính trung quốc cũng đã phản ứng cho rằng đây là có động cơ chính trị thì quý vị rõ ràng là có sự che giấu của cộng sản trung quốc và giờ đây nó đang dần dần bị phanh phui trên sàn hạ viện của hoa kỳ cái điều mà chúng ta cần biết thật sự hạ viện hoa kỳ họ làm điều này là để đưa ra những cái quy tắc làm việc để đưa ra những cái chính sách và đưa ra những cái luật lệ để có thể đối phó với tình trạng đó trong tương lai chứ không phải là quay trở lại để buộc ai chịu trách nhiệm cả trừ cái ông tổng thống nếu như mà ông tổng thống ông căn cứ kết luận của hạ viện ông đưa ra quyết định hành pháp là chuyện của tổng thống nhưng hạ viện hoa kỳ không có trách nhiệm đó hạ viện hoa kỳ có trách nhiệm là phải đưa ra những cái luật lệ những cái chính sách và những cái nghị quyết để phòng chống trong tương lai do đó quý vị cái chuyện mà điều tra về nguyên thủy của con vi khuẩn này thì chúng ta đã thấy rồi đó là phần thứ nhất mà chúng ta thấy được họ điều tra về quá khứ bây giờ liên tục trong mấy ngày này, tức là ở trên sàn hạ viện các quỹ ban đều tập trung vào vấn đề của cộng sản Trung Quốc, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở ấn độ dương, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại phi châu và những cái trò dơ bẩn của Trung Quốc trong vấn đề mậu dịch và đầu tư. Họ lắng nghe các cuộc điều trần, họ lắng nghe tất cả ý kiến từ các phía về việc mà Bắc Kinh đã sử dụng tất cả những cái tầm ảnh hưởng của họ để gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ và uy hiếp tới cái tư thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế thì quý vị tất cả những việc này đều diễn ra sau chuyến viếng thăm à, ghé ngang Hoa Kỳ của bà Thái Anh Văn và gặp gỡ với ông Kevin McCarthy. Điều này cho quý vị thấy là đảng Cộng Hòa đã có một quyết tâm. Họ thay đổi chính sách của Hoa Kỳ. Trước đây quý vị, dưới thời Bill Clinton, thì chính sách của Bill Clinton và đảng Dân Chủ là toàn cầu hóa, tức là globalism, mở rộng thị trường toàn cầu. Trong đó, ông Clinton nhắm vào thị trường của Trung Quốc. Ông ta thúc đẩy rất nhiều những công ty của Hoa Kỳ tới Trung Quốc đầu tư. Và ông ta nghĩ rằng là lúc đó là có thể thay đổi được hiện trạng của Trung Quốc nhờ kinh tế. Nhưng bây giờ quý vị, sau 30 năm thì chúng ta mới thấy được rõ ràng, đây là một chính sách rất sai lầm. Không những nó không làm suy yếu cái chế độ độc tài toàn trị ở Trung Quốc, mà nó tăng cường sức mạnh cho chế độ này có thêm nguồn tài chánh để duy trì chế độ và phát triển cái mô hình độc tài toàn trị ra thế giới. Do đó, các thành viên của Đảng Cộng Hòa kể từ dưới thời của ông Trump, họ đã nhận ra được cái tầm nguy hiểm này. Thì lúc đó quý vị nó mới manh nha một cái chiến lược gọi là thay đổi cái cái suy nghĩ này. Lúc đó mới manh nha thôi. Bây giờ nó rõ nét. Bây giờ rõ nét có nghĩa là Hoa Kỳ đã không xem cái vấn đề gọi là kinh tế là một cái phương tiện, một cái công cụ để thay đổi một chế độ nữa. Ngày xưa họ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ họ biết, no, nó không làm được điều này, nó làm ngược lại. Những chế độ độc tài vẫn mạnh lên và càng lúc càng vững chắc hơn. Mà những chế độ độc tài toàn trị này là nó đã vi phạm trầm trọng rất nhiều những cái quyền con người, tức là nhân quyền. Do đó, bên đảng Cộng Hòa đã đổi chiến lược và họ nắm lại cái quyền ở Hạ Viện đầu tiên. Điều đầu tiên hết là họ phải giới hạn cái tầm ảnh hưởng của những chế độ độc tài toàn trị. Điển hình là Trung Quốc. Điển hình là Trung Quốc. Do đó, họ đã bắt đầu mở ra các cuộc điều trần liên quan tới Trung Quốc. Từ những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở các khu vực cho tới những cái trò gian manh của Trung Quốc trong vấn đề mậu dịch, đầu tư, động cơ của họ cũng như là cái phần gọi là hoạt động gián điệp của Cộng sản Trung Quốc. Để làm gì quý vị? Để họ đưa ra những cái luật lệ buộc bên hành pháp phải thực thi. Và đồng thời họ đưa ra những cái nghị quyết để mà dọn đường cho tất cả những cái pháp lý sau này có thể đưa ra những cái luật lệ gây gắt hơn. Cũng như là họ khuyến cáo chính quyền hành pháp là phải có thái độ cứng rắn hơn với Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn tôi nói là chuyển trục qua Hoa Kỳ về Á Châu. Thì khi chuyển trục về như vậy thì cái lực cản lớn nhất là Trung Quốc. Và khi mà Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra những cái là điều trần này đó, họ sẽ có những cái bản tu chính, những cái luật cũ. Họ sẽ có những cái luật mới để áp dụng với Cộng sản Trung Quốc. Và họ sẽ đưa ra những cái sự giám sát với tất cả những công ty đang làm ăn tại Trung Quốc. Trong đó điển hình là Apple, Microsoft, Google. Google thì không có cái trang của họ ở tại Trung Quốc. Nhưng, họ cung cấp cái android cho các công ty kỹ thuật của Trung Quốc. Apple cũng vậy. Do đó quý vị, khi mà họ đưa ra những cái chính sách cứng rắn này thì họ sẽ áp dụng đối với bên hành pháp. Buộc Joe Biden tức là bên hành pháp là phải có những cái hành động cứng rắn hơn. Và Joe Biden đã làm. Trước đó Joe Biden đã làm khi mà toàn cầu bị thiếu hụt cái semiconductor, tức là chất bán dẫn và chip điện tử thì ông ta đã đưa ra những cái uh, luật ngăn cấm không cho phép phát triển cái này ở Trung Quốc. Và bây giờ thì ông ta đã ký với Hòa Lan và Nhật Bản không cung cấp các cái phụ tùng cho máy móc luôn. Máy móc về semiconductor luôn. Thì đây chỉ là bước đầu tiên của Joe Biden. Và trong thời gian tới thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa, nhất là những người tôi đã tạm gọi là Hawk, tức là Diều Hầu, họ sẽ áp dụng những chính sách cứng rắn hơn. Trên sàn thượng viện, quý vị thấy là Rick Scott nè, rồi Marco Rubio nè, bà Marsha Blackburn là những người rất cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Dưới sàn Hạ Viện thì con số này còn đông hơn nữa. Từ những người ủng hộ cho ông Trump như là bà Tyler Green, Mark Gaet, rồi tới Kevin McCarthy bây giờ bị ép vào cái thế phải cứng rắn với Trung Quốc. Rồi quý vị, ông uh, Chip Royce, tức là lãnh đạo của nguyên một cái phe gọi là tạm gọi là cái phe mà uh, cứng rắn nhiều hậu ở trong đảng cộng hòa đó rồi quý vị quý vị thấy là Jim Jordan Rồi ông Michael McCall Michael McCall là người ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan Và ông ra mặt chống đối Cộng sản Trung Quốc Ông vừa bị Trung Quốc cấm cửa Tức là cấm vận đó Thì quý vị thấy Ở trên sàn Hạ Viện rất đông Những nhân vật gọi là có chính sách diều hâu với Trung Quốc Ngược lại bên đảng Dân Chủ Thì quý vị thấy rõ là Chủ tịch khối thiểu số là ông Kim uh, ông đã tiếp đón bà Thái Anh Văn ở tại New York. Ông là chủ tịch khối thiểu số tại Hạ viện và liên tục ở trong Hạ viện cũng có một số dân chủ của đảng đảng viên đảng dân chủ đã có thái độ cứng rắn với cộng sản Trung Quốc. Rồi trên sàn thượng viện thì cái người lãnh đạo khối đa số tại thượng viện là Chuck Schumer chưa bao giờ phản đối bất kỳ một cái chính sách cứng rắn nào với Trung Quốc. Ngược lại ông còn ủng hộ bởi vì ông chống Trung Quốc từ cái thập niên đầu thập niên 2000 tới bây giờ rồi. Các vị nhớ năm 2001 ông tổng thống Bush con vì cái nhu cầu gọi là liên kết chống khủng bố ông đã thỏa hiệp một phần với Trung Quốc trong đó cho phép Trung Quốc được gia nhập WTO. Hai người lúc đó phản đối quyết liệt mạnh nhất là bà Nancy Pelosi. Hiện nay thì bà bà đã vừa vừa rời khỏi chức chủ tịch hạ viện rồi. Người thứ hai chính là Chuck Schumer ở trên sườn Việt thì quý vị có nghĩa là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều thống nhất trong cái chiến lược đối phó với Trung Quốc và các cái cuộc họp trong tuần lễ này của cái quỹ ban các cái quỹ ban tại Hạ Viện cùng với các quỹ ban tại Thượng Việt thì bây giờ quý vị nhân vật ở trên sàn Thượng Viện sắp sửa bị loại trừ ra khỏi cái vai trò là thành viên của quỹ ban đặc trách về tư pháp là bà Diane Feinstein bà này thì bà 89 tuổi rồi bà đã không xuất hiện bởi vì tình trạng sức khỏe suy kém nhưng mà trước khi mà sức khỏe suy kém đó bà ta cũng không xuất hiện nhiều trong các cuộc họp lý do bởi vì bà ta bị conflict uh, interest tức là bị uh, mâu thuẫn quyền lợi lý do là bởi vì gia đình của bà ta và chồng của bà ta đang có mấy công ty tại trung quốc thì quý vị bây giờ gần như là cả thượng viện lẫn hạ viện đều là những nhân vật diều hâu đối với trung quốc Điều này cho thấy rằng là trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều cái luật lệ, nhiều cái chính sách và nhiều cái uh, nghị quyết được ban hành bởi Hạ viện và nó sẽ được thông qua trên sàn Thượng viện để cứng rắn với Trung Quốc, cứng rắn trên nhiều lĩnh vực. Trong đó bao gồm luôn kèm hãm sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực ở Ấn Độ Dương và khu vực của Phi Châu. Nơi mà được xem là Phi Châu được xem là coi như là cái sân mà Trung Quốc đã xây dựng suốt 30 năm qua hầu hết các quốc gia của phi châu bây giờ đều nằm trong một vành đai một con đường của Trung Quốc và bỏ phiếu theo Trung Quốc. 54 quốc gia của phi châu thì quý vị thấy là 80% đều đi theo Trung Quốc. Thì bây giờ phía Hạ viện đang thúc đẩy cái dự luật lắng nghe cuộc điều trần. Để làm gì quý vị? Họ soạn ngân sách dành cho Joe Biden để mà đối phó với tình trạng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại Phi Châu. Có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tăng cường đầu tư tại Phi Châu cùng với các đối tác và đồng minh trong đó có Nhật Bản trong đó có Liên hiệp Âu Châu để mà giảm dần cái ảnh hưởng của Trung Quốc tại Phi Châu tại Phi Châu thì là cái nơi được xem là uh, có những cái xung đột nhiều nhất trên thế giới nhưng mà nơi đây cũng là nơi chứa rất nhiều những cái khoáng mỏ quan trọng cho ngành kỹ thuật ngành y dược và một số ngành khác trên thế giới nếu Trung Quốc mà thao túng khu vực này thì nó sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế bởi vì Trung Quốc sẽ nắm cái nguồn nguyên liệu, cái nguồn nguyên liệu của cộng đồng quốc tế. do đó, tại sao Hạ viện phải lắng nghe cuộc điều trần liên quan tới phi châu và thứ hai là cuộc điều trần liên quan tới việc Trung Quốc xâm nhập vào Ấn Độ Dương. thực ra Trung Quốc không có lãnh thổ của họ không dính dáng gì tới Ấn Độ Dương cả, họ bên Thái Bình Dương. nhưng Trung Quốc đã thao túng Pakistan, Miến Điện là những quốc gia có cái đường biển của Ấn Độ Dương đặc biệt là cái bến, cái bến cảng Karachi ở tại Pakistan, đây là một trong những cái thành phố kinh tế hàng đầu của Pakistan và thành phố này đã được đầu tư rất nhiều của Trung Quốc. Chưa kể lực lượng quân phiệt Miến Điện là họ đang đầu tư rất nhiều những cái hạ tầng cơ sở ở trên bờ biển ấn độ dương của họ và Trung Quốc thì đã thao túng được uh, Sri Lanka tức là ở uh, ở Sri Lanka trước đây là nằm dưới tầm ảnh hưởng của Ấn Độ bây giờ họ nằm lệ thuộc vào các món nợ của Trung Quốc. Vừa rồi thì có cái cuộc đảo chánh hay là có cái cuộc bùng dậy của người dân khiến cho ông tổng thống Sri Lanka phải bỏ chạy đó. Thì quý vị, Sri Lanka đã có sự thay đổi. thì đây là cái mà họ nhận định là cái tầm chiến lược của Trung Quốc sẽ bành trướng tới những quốc gia nhỏ nào tại khu vực này. Thì quý vị, đây chính là cái chiến lược mà sau cuộc gặp gỡ của ông Kevin McCarthy và bà Thái Anh Văn có nghĩa là như thế nào? À, tôi giải thích cho quý vị là sau chuyến gặp gỡ này và trong hai tiếng đồng hồ họp thì có nghĩa là ông Kevin McCarthy đã lắng nghe được cái uh, lời uh, cái uh, lời tâm tình và cái uh, lời uh, chia sẻ từ phía bà Thái Anh Văn về cái tình trạng nguyên ngập của Đài Loan và để kiềm chế không để cho Trung Quốc đe dọa tới đảo quốc Đài Loan thì Hạ viện Hoa Kỳ cần phải có một cái chính sách và luật lệ để kiềm chế thì trong đó ngoại trừ việc tài trợ vũ khí trực tiếp cho Đài Loan, thì những cái nào mà có thể có khả năng răng đe đối với Trung Quốc và kiềm chế đối với Trung Quốc, thì họ sẽ làm. Trong đó không loại trừ cái việc loại bỏ luôn cả cái chính sách One China Policy. Bởi vì loại bỏ chính sách này thì Trung Quốc xem đây là lần lằn đánh đỏ. Nhưng nếu loại bỏ chính sách này, thì Hoa Kỳ sẽ tăng cường được cái khả năng kềm chế nhiều hơn khi lực lượng quân sự của họ chính thức có mặt tại Đài Loan. Do đó, từ đây cho tới tháng 10 và cuối năm, thì sẽ có rất nhiều những cái dự luật được đệ trình trên sàn Hạ Viện. Trong đó là kềm chế Trung Quốc tối đa. Tức là Hạ Viện cũng đồng ý với lại phía Joe Biden là không thể để cho Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng bất cứ hình thức nào. Do đó, họ tăng cường khả năng kềm chế và Hạ Viện cũng chuẩn bị sẵn sàng hàng loạt các cái lệnh cấm vận để đưa qua cho Bộ Tài Chánh và cho đăng ký nếu như Trung Quốc có hành động manh nha tới đảo quốc Đài Loan. Đây là cái mà tôi gọi là sự kềm chế tối đa của phía Hạ viện Hoa Kỳ. Và điều này cho thấy rằng là Trung Quốc trong giai đoạn này sẽ đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Bởi vì phía Hạ viện Hoa Kỳ tôi đã nói là đảng Cộng Hòa kiểm soát lại. Và cùng một lượt thì quý vị thấy là các ứng cử viên mà bên đảng Cộng Hòa Đều có ngôn ngữ rất cay gắt với Trung Quốc Ông Trump thì khỏi nói rồi Tại vì ông là người đã đi đầu tiên rồi Bây giờ quý vị Nikki Haley Là cựu à, đại sứ của Hoa Kỳ Tại Liên Hợp Quốc Và cũng là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina Bà lên tiếng rất mạnh mẽ Rồi chưa kể quý vị Là cái nhà tài phiệt của Ấn Độ, gốc Ấn Độ Là ông á, à, Ông cũng lên, lên tiếng và ông nói rất là rõ là chúng ta cần phải có một cái chiến lược lâu dài để kềm chế và không để cho Bắc Kinh có thể bành trướng và thao túng ăn hiếp những quốc gia ở khu vực. Rồi quý vị, trước đó thì mặc dù ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đã không còn ra tranh cử, nhưng ông có những ngôn ngữ rất mạnh mẽ với Trung Quốc. Tức là hầu hết các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mà muốn giành được lá phiếu thì phải dương ngọn cờ đã kích Trung Quốc coi như là quý vị thấy rõ ràng là bên đảng cộng hòa đã có một cái thống nhất chung trong chính sách đối ngoại nếu như mà họ giành lại ghế hành pháp và thượng viện trong hai năm tới tức là trong năm 2024 thì quý vị họ sẽ đưa trung quốc trở thành kẻ thù số một của hoa kỳ thay vì bây giờ dưới thời joe biden nga đang là kẻ thù số một trung quốc là một cái tiềm năng đe dọa lớn nhất đối với hoa kỳ nhưng mà họ chưa gọi trung quốc là kẻ thù trung quốc chưa phải là enemy Trung Quốc chỉ là một cái tiềm năng đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ thôi. Căn cứ trên bản báo cáo của Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo và kể cả bên phía hành pháp. Thì quý vị, nhưng nếu 2024 mà Đảng Cộng hòa nắm được lưỡng viện, tức là cả Hạ viện lẫn Thượng viện và kể cả ghế tổng thống thì tôi bảo đảm với quý vị, Trung Quốc sẽ bước vào danh sách kẻ thù của Hoa Kỳ và là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ luôn. Tức là qua mặt cả Nga. Do đó tất cả những cuộc điều trần này và những cái cuộc nói chuyện và lắng nghe và những cái nghị quyết sắp sửa ra này là đều nhắm để mà tạo một cái hành lang pháp lý cho những thế hệ lãnh đạo kế tiếp có thể đặt ra những luật lệ đối phó với Trung Quốc. Cái mục đích của các cuộc điều trần này là lắng nghe tất cả những chi tiết liên quan tới Trung Quốc và tầm đe dọa của Trung Quốc đối với các cái lĩnh vực khác nhau. Có thể nói đây là một cuộc chiến toàn diện của Hạ viện Hoa Kỳ đối với lại cái chính sách đối với Trung Quốc. Thì quý vị, điều này sẽ dẫn tới một cái uh, cuộc đối đầu gay gắt hơn và thậm chí là Trung Quốc sẽ nằm trong danh sách kẻ thù của Hoa Kỳ. Và điều này có nghĩa là những quốc gia tại Á Châu họ sẽ nhận được cái thông điệp này. Tức là cục diện Á Châu đã thay đổi. Nó sẽ tái lập lại trật tự và sẽ không còn vùng màu xám đi hai hàng ha. mà các quốc gia ở tại khu vực này sẽ phải chọn lựa đó là cái thông điệp chính mà phía quốc hội hoa kỳ đang chuẩn bị đưa ra và dọn đường cho tất cả những cái cần thiết về hành lang pháp lý trong tương lai khi mà họ áp đặt những cái luật lệ liên quan tới trung quốc từ những cái nghị quyết từ những cái đạo luật và từ những bản tu chính những đạo luật cũ tất cả là dọn đường cho việc đối đầu với trung quốc trong cái thời gian ngắn sắp tới và kể cả việc mà tăng cường cái ngân sách quốc phòng tại á châu thái bình dương để vun đắp cho cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ tại đây. Có nghĩa là trong giai đoạn này, cái câu kết luận của tôi, Hạ viện Hoa Kỳ đang đưa ra một cái lời tuyên chiến với Cộng sản Trung Quốc trên tất cả các mặt trận khác nhau. Từ à, không gian mạng, mậu dịch, đầu tư, kỹ thuật, gián điệp tình báo cho tới quân sự, kể cả mặt trận chính trị là họ sẽ thúc đẩy rất mạnh cái à, chính sách được xem là cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc là coi như quý vị trung quốc đã chính thức trở thành cái gì trở thành kẻ thù của hoa kỳ không xa lắm họ bây giờ đang ngồi ghế đối đầu mặc dù joe biden gọi là competitor tức là đối thủ cạnh tranh thôi nhưng mà các chính sách hiện nay cho thấy trung quốc đang đối đầu với hoa kỳ và cũng không xa lắm họ sẽ chính thức trở thành kẻ thù của hoa kỳ và khi trung quốc bị xếp vào cái danh sách kẻ thù của hoa kỳ thì những quốc gia nào mà liên quan tới trung quốc hoặc là có những cái mối quan hệ kinh tế sâu đậm với Trung Quốc có thể sẽ bị hòa lây. Ok các vị, đó là cái bài phân tích Hilton nhật ký phần 2 của phong ngày hôm nay liên quan tới các phiên họp của Hạ viện cho thấy là Trung Quốc đang trở thành tâm điểm và gần như Hạ viện đã mở lời tuyên chuyến trực tiếp với Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài đối chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.